Thưa quý vị, vào khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một xưởng tái chế dầu nhớt thải nằm giữa rừng tràm thuộc địa bàn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Video này được phóng viên báo Thanh Niên ghi lại từ hiện trường vụ việc. Đứng từ xa có thể thấy ngọn lửa bao trùm một vùng rộng lớn, sáng rực cả bầu trời, chốc chốc lại phát ra tiếng nổ lớn, kèm theo đó là cột lửa cao cả chục mét. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Bước đầu, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tìm cách khống chế, ngăn chặn không cho ngọn lửa cháy lan ra khu rừng tràm, rồi sau đó tiếp cận xưởng tái chế dầu nhớt thải. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai, do ngọn lửa bùng cháy quá lớn, lại phát ra những tiếng nổ bắn lửa tứ tung, nên việc tiếp cận xưởng tái chế và dập lửa gặp nhiều khó khăn. Cho đến sáng 13 tháng 4, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.